Với động thái giảm lãi suất và nhiều sự điều chỉnh về pháp lý sẽ giúp cho các cổ phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản có cơ sở để phục hồi trong nửa cuối năm nay. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia và cũng là kỳ vọng của nền kinh tế. Thời gian gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước đã thực thi nhiều giải pháp liên quan đến mặt pháp lý để gỡ khó cho thị trường, như Nghị quyết số 33 về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản, Nghị định 08 gỡ khó về trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định 10 gỡ khó cho bất động sản nghỉ dưỡng, kèm theo đó là một loạt các chính sách hỗ trợ thành lập các tổ công tác để gỡ khó cho thị trường. Theo giới chuyên gia, các nhóm giải pháp về mặt pháp lý đi kèm với chính sách tiền tệ được nới lỏng dần sẽ tạo động lực cho thị trường bất động sản trong 6 tháng cuối năm 2023. Chính phủ cũng đã vào cuộc rất quyết liệt và cũng đã có 5 cái nhóm chính sách rất là quan trọng. Và đây là một cái động thái cũng rất là quan trọng và tích cực cho doanh nghiệp nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Thì với những cái động thái chính sách quyết liệt và đúng vấn đề như vậy thì tôi nghĩ rằng là thị trường bất động sản của chúng ta có thể phục hồi tốt hơn đâu đó vào khoảng vào cuối năm nay, tức là quý tư của 2023. Hiện nay lãi suất ngân hàng đang trên đà giảm, các dự án bất động sản được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, thị trường trái phiếu doanh nghiệp được khơi thông, động lực từ giãn ngân vốn đầu tư công, triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Những chuyển động quan trọng về chính sách này đã mở ra nhiều hứa hẹn, khơi thông những điểm nghẽn của thị trường bất động sản. Một yếu tố tích cực khác là sự phục hồi của ngành du lịch. Du lịch đóng vai trò liên quan đến thu hút nước ngoài, bất động sản công nghiệp chắc chắn tác động rất tích cực đến bất động sản cả nước, trong đó có Đà Nẵng, một địa phương đang có thế mạnh về du lịch. Mẫu số chung của các cái địa phương mà phát triển trong quý 1 vừa rồi theo cái tổng kết của tổng cục thống kê ấy, là các địa phương đa phần là các địa phương đi về cái mảng chính là mảng dịch vụ. Thì Đà Nẵng mình là nằm ở cái cực tăng trưởng chính là cực về dịch vụ. Cho nên hy vọng sắp tới là thị trường cái nền kinh tế ở đây sẽ phát triển lên tốt hơn, thì các phân khúc bất động sản phục vụ cho du lịch, ví dụ nhà hàng, khách sạn, hay là nếu mà condo hotel, các biệt thự nghỉ dưỡng du lịch được cấp phép lại, được cấp cái giấy chứng nhận đàng hoàng tử tế, thì các dự án hiện hữu hiện nay người ta đang tạm dừng thi công thì người ta sẽ kích thích, người ta sẽ thi công trở lại. Những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã có tác động tích cực đến tín hiệu đảo chiều của thị trường. DKGA Group cũng nhận định thị trường bất động sản ở Đà Nẵng và vùng phụ cận sẽ có những tín hiệu hồi phục tích cực tùy vào từng phân khúc. Nguồn cung phân khúc đất nền, căn hộ, nhà phố, biệt thự dự báo sẽ tăng nhẹ, tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng. Đây là giai đoạn rất nhiều người mong đợi tiếp tục tham gia vào thị trường bất động sản. Khi mà quan sát thị trường bất động sản Đà Nẵng thì thấy là đã có rất nhiều cơ hội để xuất hiện rồi. Trên thị trường, giá mặt bằng chung ở phân khúc đất này là đã, ví dụ hiện nay đã giảm tầm khoảng 30%, trong trung tâm ít nhất cũng 20% rồi. Thì đó là những cái cơ hội cho những nhà đầu tư thế nào, họ có nguồn vốn sẵn, họ bắt đầu nên quan tâm, đi vào quan tâm tìm hiểu thị trường, bắt đầu tìm hiểu xúc tiến việc tìm kiếm các sản phẩm bất sản từ ngay bây giờ là đã nên rồi. Thứ hai là những người mà đã có cái nhu cầu để ở với cái nguồn tài chính sẵn có thì chúng ta cũng nên nghiên cứu thị trường lúc này. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra một số lưu ý cho người mua bất động sản trước khi xuống tiền, đó là cần dành thời gian tìm hiểu và đến khảo sát thực tế khu vực căn nhà mình muốn mua, xem xét yếu tố giao thông, hạ tầng có thuận tiện hay không. Bên cạnh đó, người mua cần tính toán kỹ phương án tài chính, nhất là những ai dùng đến đòn bẩy tài chính trong bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn đang ở mức cao. Cuối cùng, người mua nên tìm hiểu nhiều nguồn thông tin rõ ràng, uy tín, cũng như tham khảo tư vấn từ người có kinh nghiệm và những chuyên gia trên lĩnh vực bất động sản.